bạn có biết nghề tìm kho báu trong két sắt ngon ăn đến mức nào không? May mắn thì kiếm bộn tiền, còn ông bà không độ thì lấy tiền ra mà bù lỗ. Hôm nay Phil vừa mới mở cửa thì đã có một đơn hàng đến rồi. Khách hàng của anh là một người thật thà. Ông ta nói mình nhặt được két sắt ở công trường không mở được nên đến tìm thợ mở khóa xem giúp. Với hành vi nhặt của rơi mà không đút túi của khách hàng, Phil thấy rất đáng khen. Chắc chắn là fan cuồng của thầy Tiến Bịp rồi. Nhìn két bảo hiểm loại nhỏ ở trước mắt thì Phil liền có đáp án rồi. Phí mở khóa là 150 đô. Thấy khách không có ý kiến gì, Phil đang chuẩn bị mở thì khách lại bảo đây chỉ là một cái két nhỏ, trong đống két sắt tôi tìm được còn một cái lớn nữa. Nghe khách hàng miêu tả xong, Phil bắt đầu thấy hứng thú rồi. Nhưng ông phải cho tôi thông tin chi tiết về két sắt cỡ lớn kia. Cuối cùng hai bên đã đi đến thỏa thuận với nhau. Tiếp theo là việc mở khóa thôi. Mở két bảo hiểm loại nhỏ thế này khá dễ. Anh chỉ làm vài động tác thôi là đã đút túi được 150 đô. Khách hàng miệng cười không ngậm được mồm. May mà bên trong có đồ không thì lỗ rồi. Ông ta cầm ra một cuốn Don Quixote năm 1875, còn kẹp khá nhiều tờ đô la Mỹ cũ nữa. Nhìn kỹ thì đây là ngân phiếu thời nội chiến, nhưng mấy loại ngân phiếu đó hiện giờ không còn lưu hành nữa nên giá trị của nó ít nhất phải được vài nghìn đô. Cái két bảo hiểm loại nhỏ này đã có mấy nghìn rồi, vậy cái lớn chẳng phải sẽ có đến mấy chục nghìn đô sao? Nghĩ đến đây, Phil rất mong chờ về mấy món bảo bối trong đó. Vị khách lúc này lại ngỏ ý muốn bán lại cho anh cái két sắt, bởi vì nó khá là to nên ông ấy không thể di chuyển nó đến đây được. Thế là Phil đã đồng ý trả 500 đô để thử vận may. Phil tìm đến người bạn tên Blake của mình để nhờ hỗ trợ. Cả hai nhanh chóng lái xe đến công trường. Họ muốn nhìn thấy chiếc két bảo hiểm lớn đó càng sớm càng tốt, bởi vì Phil nhận được một tin tức đáng tin. Công trường đang thi công đó trước kia là trụ sở quân sự ở miền Nam của Mỹ. Trong đó chắc chắn sẽ có báu vật gì đó. Phil và Blake đến công trường gặp được thợ xây, sau đó họ nói rõ lý do họ đến. Một lát sau, xe quốc đã thành công tìm được chỗ đó rồi. Nhìn món bảo bối trước mắt, Phil nhận ra ngay lai lịch của két sắt này. Hãng két này rất nổi tiếng trong ngành. Quả nhiên khi anh dùng khoan đục một cái lỗ nhỏ trên két, ngay sau đó thông qua camera đã phát hiện ra vấn đề rồi. Trong két có một bình hơi cay, nhưng Phil không hề hoang mang style. Theo kinh nghiệm của anh thì loại két này phải mở từ dưới đáy lên. Nói rồi mọi người buộc két sắt lên cần cẩu. Khi Phil đang tập trung khoan đít két thì chuyện xảy ra ngay sau đó làm mọi người sợ giật bắn cả mình. Vì sợi dây giữ không chắc nên thiếu chút nữa Phil chuyến này xin vĩnh biệt cụ rồi. Anh hướng dẫn mọi người cố định món bảo bối lại rồi khoan một cái lỗ ở tâm khóa. Sau vài nhát gõ anh đã mở được két, nhưng cũng không được thả lỏng cảnh giác lúc này bởi vì bên trong còn có hơi cay nữa. Vậy nên họ bắt buộc phải mở két thật cẩn thận để tháo bình hơi cay ra rồi cho vào thùng nước. Sau đó họ bắt đầu tìm kho báu. Hay lắm, bên trong toàn là đồ tốt. Có đèn pin quân đội, mặt nạ chống độc, đài radio quân đội và áo chống đạn. Đây toàn là báu vật của quân đội. Tuy không tìm được kim cương vàng thỏi gì đó nhưng theo kinh nghiệm của Phil, đống này bán đi cũng kiếm được không ít tiền. Vấn đề là có lời so với vốn bỏ ra hay không thôi. Mà giá cụ thể là bao nhiêu thì còn phải tìm chuyên gia giám định mới biết được. Trên đường đến nhà chuyên gia, Blake cũng nói ra một tin quan trọng. Theo nguồn tin đáng tin của Blake, anh tìm được két bảo hiểm của nhà người tình trùm xã hội đen nổi tiếng nhất Brazil. Chẳng phải két bảo hiểm nhà cô ta sẽ có rất nhiều đồ giá trị sao? Nếu không có vàng thỏi thì ít nhất cũng có 10 cân bột mì chứ. Vậy nên hai người họ đã đến điểm đích chỉ trong chớp mắt. Tuy chúng ta thấy đây chỉ là một căn nhà rách nát thôi nhưng lúc trước đây chắc chắn là một căn biệt thự. Họ nói chuyện vài câu và mục đích đến đây với chủ nhà, rồi chủ nhà đưa hai người họ vào trong phòng. Đến chỗ món báu vật, nhìn két bảo hiểm cao bằng một người lớn, mắt Phil không thể nào dứt ra được. Phil cũng không lề mề nữa, anh cầm đồ đạc lên thao tác liên tục. Anh đo để xác định tâm khóa. Sau khi đục lỗ bằng mũi khoan, anh gõ đinh vào. Vậy là 1 phút 30 giây sau, két bảo hiểm đã được xử lý xong. Chủ nhà háo hức mở cửa két ra. Anh chủ nhà này rất may mắn, cái két trống không, bên trong đến cái nịt cũng không có. Mất cả nửa ngày mà chẳng được cái gì, Phil định đi về nhưng Blake không cam lòng. Áp lực về tiền bạc làm anh mất lý trí. Blake không tin nhà của người tình xã hội đen mà bên trong lại không có thứ gì đáng tiền. Nói rồi anh bắt đầu tìm kiếm, trần nhà, vách tủ các kiểu con đà điểu, những thứ có thể lật lên được đều bị anh lật hết lên. Khi Blake định bỏ cuộc thì anh phát hiện ra điều khả nghi dưới sàn nhà. Anh cúi đầu xuống xem. Blake thực sự đã tìm ra mấy món bảo bối. Theo Blake miêu tả thì bên dưới có một cái hòm không to không nhỏ, nhìn có vẻ giống là một hòm kho báu. Nói rồi anh chui xuống đó rồi lần mò đến được chỗ chiếc hòm. Phil cũng ở bên trên ra sức hỗ trợ. Anh đục thêm một cái lỗ, sau đó mọi người chung sức lấy hòm ra. Nhìn món bảo bối trước mặt này, mọi người đều rất mong chờ. Bật cái chốt khóa ra. Nếu nói mở cái đầu tiên không có gì là vì vận may không tốt, vậy thì lần này đen quá rồi đấy. Bên trong đó cũng không có gì cả ngoài một quyển sách cũ nát. Phil mở ra xem, theo thông tin ghi trên đó đây có lẽ là sổ của công ty cờ bạc nào đó. Thứ này mà lại bị khóa lại thì chắc chắn nó có điều gì đó mờ ám. Nó có liên quan đến bang xã hội đen nên Phil đoán giá trị của món đồ sưu tầm này có lẽ không hề thấp. Giá cụ thể của nó là bao nhiêu mọi người đều không biết. Cuối cùng họ quyết định mang tất cả đồ hôm nay thu thập được mang đi giám định. Sổ tay của băng đảng xã hội đen đó cũng cần giám định thật giả. Hai người họ đến cửa hàng của chuyên gia. Sau khi chào hỏi qua loa linh tinh, ông chủ bắt đầu kiểm định báu vật. Một chiếc đài radio G500 sản xuất năm 1945, mặt nạ chống độc của bộ binh khí trước và mặt nạ phi hành gia năm 1942. Giá trị tổng là 1.100 đô.
cộng thêm mấy loại lương thực quân đội, bình hơi cay, đèn pin và áo chống đạn thời trước. Ông chủ sắp nói không nên lời nữa rồi. Ông nói tổng cộng 3.300 đô thì tôi mua lại. Sau khi suy nghĩ, Phil đồng ý với giá tiền này. Còn về quyển sổ của bang xã hội đen, chuyên gia quan sát thật kỹ rồi nói, thứ này không chứng minh được nó có liên quan đến băng đảng xã hội đen vì trước giờ chưa ai nhìn thấy nó mà còn thờ cả. Vậy nên chắc cũng không bán được nhiều tiền. Vậy theo bạn thì quyển sổ mà Blay tốn nhiều công sức mới có này, liệu có phải là thật không? Để lại bình luận bên dưới cho mình biết nhé. Trên đường về, Blay vẫn cày cú vụ quyển sách. Với quyết tâm không tìm được báu vật thì không về nhà. Blay nhận được tin trong nông trường của một nông dân gần đó có một cái két sắt không mở được. Mà ban đầu nông trường này vốn là một đồn điền thuộc về một vị tướng quân trong nội chiến nước Mỹ. Chắc chắn nơi này khó tránh khỏi bị lộ ra kho báu lớn trong cuộc nội chiến đó. Bậc thầy mở khóa Phil và chuyên gia săn tin Blay đã lập tức có mặt tại nông trường này. Sau khi chào hỏi chủ nông trường xong, khách hàng nói đây là tài sản của tổ tiên để lại. Khi dọn dẹp đồ đạc thì phát hiện ra một cái két sắt cũ trong nhà kho. Do kích thước quá lớn và cũng không biết mật mã nên chuẩn bị để Phil xử lý nó. Nói xong thì dẫn hai người đến nhà kho rột nát. Chiếc két sắt kia nằm ở góc khuất. Người săn tìm kho báu Phil cũng không lạ gì thứ này, nói rằng mình không thể mở khóa không công. Sau một hồi mặc cả, cuối cùng khách hàng đồng ý chia ra 40% của kho báu. Tiếp theo anh bắt đầu mở khóa. Với loại két sắt cổ có từ đầu thế kỷ trước này thì cách nhanh nhất chính là dùng máy khoan. Nhưng vừa khoan được một nửa, Phil liền ngây ra. Chất màu đen được khoan ra này sao lại giống thuốc nổ như vậy? Bình thường thứ được khoan ra đều là bê tông trắng mà. Để xác minh phỏng đoán và bảo toàn cái mạng nhỏ của mình, Blay lấy một chút chất màu đen đi ra bên ngoài. Sau khi dùng bật lửa thử, quả nhiên là thuốc nổ thật. Không biết sáng nay Blay bước chân phải hay chân trái ra đường mà xui vãi đạn vậy. Phil có chút do dự rồi, nhưng đã lỡ phóng lao thì phải theo lao. Mà Blay và khách hàng cũng rất ăn ý. Chưa đợi Phil làm gì thì hai người đã rút lui 30 mét. Phil chửi thầm trong lòng nhưng nghĩ về kho báu ở bên trong, anh vẫn quyết định thử mạo hiểm một lần. Sau khi khoan cẩn thận thì cuối cùng Phil đã mở được chiếc két sắt một cách an toàn. Quan sát bằng kính hiển vi và xoay tay cầm về đúng vị trí, cuối cùng chiếc két sắt đã được mở ra thành công. Vô cùng may mắn, bên trong không phải chỉ có không khí mà quả thật có một vài đồ vật. Thuốc nổ được khoan ra trước đó cũng đã tìm ra thủ phạm. Đây là một hộp thuốc nổ cổ mà bên trong còn vài viên đạn chưa được sử dụng. Nếu vừa nãy khoan lệch một chút, dù ông bà có gánh còng lưng thì hôm nay cũng xin vĩnh biệt cụ rồi. Blay tiếp tục lấy ra một dụng cụ bằng đồng chứa đầy thuốc nổ. Một số tài liệu giấy trông có vẻ hơi lịch sử nhưng không có giá trị gì. Sự thật này như sét đánh ngang tai. Khi mọi người đang thất vọng thì dây tiếp theo Phil bất chợt giật mình. Mở ra một trong những quyển sách nhỏ, bên trong lại ẩn giấu bức ảnh và một bản vẽ. Nhìn kỹ hơn, chẳng phải đây là một bản đồ kho báu sao? Thật sự là quá ảo rồi, cái két này vậy mà lại có bản đồ kho báu dưới lòng đất. Chủ của bản đồ kho báu này là một vị tướng quân trong thời kỳ nước Mỹ nội chiến. Hai thợ săn kho báu của chúng ta làm sao có thể bỏ qua món hời này đây? Sau khi xác định vị trí, Blay nhặt cái xẻng lên và đào xuống, nhưng đào rất lâu rồi mới đào được một cái hố nhỏ. Anh đổ lỗi do sáng giờ mình chưa ăn cơm nên không có sức. Do đó Blay lái đến một chiếc máy xúc. Sau một lần đào nữa, nông trường đã bị đào thành cái tổ ong rồi, nhưng bên dưới quả thật chẳng có thứ gì. Lúc này Phil bắt đầu muốn bỏ cuộc, nhưng Blay lại không muốn từ bỏ. Cứ như vậy, đào từ ban ngày đến đêm khuya, nông trường hoàn toàn bị đào đến đảo lộn. Lúc này trong lòng chủ nông trường vô cùng rối bời. Khi Blay cũng bắt đầu muốn bỏ cuộc thì máy xúc bất ngờ va phải một vật cứng. Anh nhanh chóng cầm xẻng xuống đào, vậy mà lại đào ra hai cái thùng sắt. Giờ khắc này, tâm trạng mọi người đều vô cùng căng thẳng. Kiềm chế sự kích động, sau đó đẩy thùng sắt lên, nhẹ nhàng mở thùng bằng xẻng, bên trong lộ ra đồ vật được đóng gói kỹ càng. Blay lập tức mở bao ra, giây tiếp theo mọi người như vui muốn phát điên. Tất cả đều là đồ dùng bằng bạc, chỉ chỗ này ít nhất cũng đáng giá 10.000 đô la. Mở ra chiếc thùng sắt còn lại, bên trong có vẻ như là một hộp vật dụng gì đó. Phil kéo nó ra xem thì thấy toàn bộ đều là đạn. Có đạn thì chắc chắn cũng có thứ khác ở trong. Mở nó ra một lần nữa là một khẩu súng trường được bọc cẩn thận. Cộng thêm với đồ dùng bằng bạc vừa rồi, tổng giá trị ít nhất là 15.000 đô la. Vất vả cả ngày trời, Phil và Blay mỗi người được hơn 3.000 đô. Nếu như tính luôn tiền xăng xe đi lại và thuê máy xúc thì theo bạn thì hai người họ lời hay lỗ đây? Hãy để lại bình luận cảm nhận của bạn bên dưới video này cho mình biết nhé. Được rồi, video của mình tạm dừng ở đây thôi. Nếu thấy thích video này thì cho mình một like và theo dõi kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã xem. Mãi yêu.